sẽ gọi cho chị Nga nha cả nhà. À, em trước á, là sau khi luôn. Hello chị. Hello. Đây. Hello. Hello chị Siêu Black. Hello em. Ồ. Oh. Nói chung là em. Thấy chưa, em đang về Mỹ nè. Ồ. Oh. Làm con sen cho con em liền đi nha. Yeah. Nhờ con mình bà vẫn là con sen con, thôi. Yeah. Bởi vì kiếp trước cũng mắc nợ con này lắm đó chị. À. Kiếp này cũng tin bỏ cả nghệ thuật để đi theo phục vụ đó đó. Ồ, oh, đúng rồi. Hello con. À. Hai con lắm con. À, hai con. À. Con hát hay lắm. Biết nói tiếng Việt chứ hả? Nó biết chị, nó biết sơ sơ. À. Chị cũng như không biết phải sơ sơ đâu. Chị cầm nói chuyện chị Nga đi chị. Ok. Chị khỏe không? Nói chung là chị vừa mới xuống sân bay cũng hơi mệt nha. Yeah. Vậy hả? Ừ. Chúc chị nha. Dạ. Yeah. Kênh của chị lừa subscribe lên vèo vèo liệu đồ. Dạ, cảm ơn em. Nhờ có em và Nhật chị mới được, mà chị mới hiểu được nó. Thật sự chị hồi đó người ta kêu chị làm sợ lắm. Sợ vì phản cảm, sợ người ta nói mình thế này thế kia, rồi ngại kinh khủng luôn. Mình cảm nhận rồi, mình thấy cái gì sai sửa. Ừ. Không sai thì mình cứ cười trừ thôi. Thì làm dâu chăm họ mà. À dạ. Yeah. Khán giả thì ai cũng như tất cả đâu. Dạ. Đừng có mong mỏi là tất cả yêu thương mình. Dạ. Yeah. Mình mong là trái tim của mình lan tỏa tất cả cho mọi người là đã vui lắm rồi chị. Dạ. Yeah. Chị. Ơi. Em có cái gì? YouTube thì mạnh rồi, lượng view mạnh rồi, mà cái điện thoại chị nó quay nó su cà na quá, âm thanh quá tệ. Đúng rồi, em biết chị nói hết cốt luôn á, nói mạnh lắm luôn á. Nhiều lúc mình nhìn mình ngó chị sờ người ta nói là mình sao nói to thế, mà nó vẫn không nghe luôn á. Trời ơi, chị nói giọng, không phải Hoàng My đâu, giọng chị là giọng con đại bàng. Thì đó, giọng đại bàng của đó, xong cái nó thu vô sao á, chị cũng không hiểu mấy này. Yeah. Đại không, quá rồi. Con mở nhỏ tiếng cho mẹ nói chuyện với cô Siêu con. Con hai mở hai bát lớn khác tiếng mẹ quá. Thì đó là em nói chị nghe nè. Thì em cũng có điện thoại cho bên Tuấn Hàng Xanh rồi. Yeah. Thì em nói là Tuấn ơi, em kiếm một cái điện thoại vừa giá tiền thôi, đi chị hỗ trợ phụ cho chị Siêu để quay một cái, có một cái máy để quay làm sao mà để làm YouTube được. Yeah. Thì bên Tuấn nói trời, có máy cũ mà chị, nếu mà không có tiền thì mình mua máy cũ. Yeah. Thì nói chung cái thì là cũng hơi mắc tiền. Oh. Thì em cũng nghĩ là chị nên làm cái máy cũ cũ thôi, thì em phụ chị trong đó một ít để coi như là chị có cái máy. Ok, chị sẽ có máy bắt đầu chị mày mò. Nó tặng cái quay với lại cái đèn mà để rảnh rảnh chị live stream nó được cũng vui lắm. Ok. Yeah. Cảm ơn em. Yeah. Yeah. Ok. Mình Tuấn thường lắm, trong nghệ sĩ mình hay mua điện thoại bên Ok, mình Tuấn. Mua đi, quay đi, quay đẹp lên âm thanh rõ, người ta còn coi tàn canh gió lạnh nữa. Ok, hết sức cố gắng. Yeah. Mai mốt mà chị làm mạnh rồi á, thì nguyên đại gia đình chị coi dâu rể cháu chắc chị Phương Nam Phương ơi, chị làm hết luôn đi. Nam Phương. Tụi em nói thiệt chị á, ở trên con tâm á. Ừ. Là hả, em nói chị á là nhiều đề tài rất là hay, tại vì nó giản dị mà gần gũi với cuộc sống con người. Chị coi cái Quang Linh Vlog á. Dạ. Yeah. Cái bạn nó khai thác những cái vấn đề mà ở châu Phi đó mà rất là mộc mạc mà. Ừ. Người ta lại rất là thích. Đúng rồi. Thì con tâm nghèo cũng rất là nhiều mà. Ừ. Chị làm mà chị lan tỏa được cái lòng nhân ái, chị hỗ trợ, chị giúp được á, giống như là không phải là mình giúp được cái lớn, mình giúp từ cái nhỏ thì từ từ mình sẽ. Ừ. Giúp được những cái hơn. Yeah, ok. Chị sẽ hết sức cố gắng về tìm tòi mày mà. Hôm nay chị đi show chị ảnh phải không? À, chị hát cho chương trình gì cũng từ thiện cho các em vùng cao, nhưng mà đài truyền hình VOH ở Sài Gòn mời. Yeah. Yeah, yeah. Nói chung là ta mời. Okay. Ok, chắc có lẽ phải nhờ Nhật nhiều á.
Tại vì thật sự là cũng phải từ từ mới hiểu được, chứ cũng không có thông minh lắm để mà người ta nói một cái là mình hiểu liền đó, cũng yeah. Đó mà bây giờ em mình cũng còn quá trẻ để hiểu mấy cái này nữa. Ngồi mà người ta em tạp là trên nhà chị coi hết chưa? Coi hết rồi, cho nó coi mà. Dạ. Quá trời. Dạ. Yeah. Nam Phương nó cũng tự mở, nó coi, nó nói trời ơi, bữa đó em say em nói tầm bậy tầm bạ mà nó vô đây hết, ai biểu mày rút cho nhiều lần sau. Tại vì nói tiếng Bana, nhiều lúc nói tiếng Bana thì nói chuyện vui thôi, tự mình hiểu thôi. Dạ. Khán giả thích mà. Dạ. Để đây cho chị nghe nè chị. Dạ. Của gì khán giả tôi thích mà. Dạ, nói chung là cái sự mộc mạc, hy vọng. Em đâu có biết cái câu mà dân dân tộc là không được nói đâu, em phải nói chữ đồng bào, mà em nói chữ dân tộc, người không la là mà nó chứ nghe nói gì giống như là khinh miệt cái gì, nó đại loại là kiểu giống như là tên. Giống như comment em đồng, người ta nói phân biệt á, phân biệt vùng miền á. À. Tại mình đâu có biết. Đúng chị rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, người ta dùng là đồng à, yeah, đồng bào thì nó có một cái gì đó nó ấy hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Con heo trên đó cũng đâu được nói heo dân tộc, phải nói heo đồng bào. Yeah. Con heo cũng nói heo đồng bào đó hả chị? Yeah. Thì đó, oh. Tại vì không, nhưng mà mình không biết. Yeah. Đây là mình bỡ ngỡ đó chị. Ok, không sao. Không biết đấy. Không biết không có tội. Yeah, không biết chị. Không có tội. Hồi nãy giờ chị nói chị siêu thì khi nào mình đến chỗ mình tướng hàng xanh được chị? Thì giờ em thích trên điện thoại cho nó, khi nào em thích tới cũng được. Dạ. Yeah. Lúc nào ok, có thể là bây giờ đi nè, tại vì tí nữa là chị phải tập. Dạ vâng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đi chạy chương trình. Chờ tranh thủ lúc này em chở qua đi. Thì chị có cái điện thoại mới, biết đâu là nó có một cái gì đó để hỗ trợ cho chị làm clip hay hơn, thành công hơn. Yes. Mà em ra nhanh quá, em mừng quá trời. Cảm ơn em với lại cảm ơn Nhật hỗ trợ chị, tại vì chị thật sự hồi lâu rồi có người ta kêu chị làm, nhưng mà thật sự chị không biết. Chị nghĩ nó một cái gì nó ghê gớm lắm, chị sợ. Nhưng mà chị không ngờ á, ví dụ em lên cái nào em giải thích, rồi Nhật giải thích thì chị mới thấy nó cái này cũng đơn giản thôi mà sao mà mình sợ. Cứ đụng tới máy là chị sợ. Chị sợ cái thứ nhất là nó nhiều lúc như này, chị gửi cho bạn nha, gửi cho bạn một cái clip đó là trong gia đình chị thôi, nhưng mà tự nhiên cái ai cũng nói ủa chị bị sao, chị bị sao đó, ủa chị bị sao là sao, chị đâu có nhắn cho em đâu. Không, chị chia sẻ nè chị, trời ơi, mà chị nhớ mà bấm chia sẻ chỗ nào chị chết luôn, chị không biết, cứ tay mình nó bấm sao cái nó đi từ lưa luôn, chứ xong rút cuộc người ta hỏi ủa chị bị sao, chị bị sao, chị làm sao vậy, chị bị sao vậy, nó ủa chị có nhắn em đâu, chị đâu có nhắn em, nếu không chị bấm ngay cái nút chia sẻ thì rất là nhiều người xem là chị, ví dụ chị không khỏe như thế nào đó thì mình nhắn cho bạn mình là mình không khỏe, mà ai về coi như là mọi người đều biết mình không khỏe. Thấy không, em về đó, em về đây cái là giờ còn chưa có hoàn hồn là đang còn mệt đó. Đúng rồi, phải làm tập tâm việc. Mà em nói chị là lúc em quay cái clip đầu tiên á trên đó đó là đúng thiệt nha, cái vụ mà đi lên chị là em không có một cái kế hoạch gì luôn á. Chỉ là bất ngờ nghe Nhật nó kể câu chuyện là tự nhiên em thấy thương quá, em nói thôi để lên xong chị siêu liền. Mà đi á chắc đúng rồi, đi nó bị trục chặt tùm lum hết trơn luôn. Cái sáng đó chị ra khách sạn mà chị kêu em á, chị thấy em xuất hiện đó. Lúc đó là em nó chết rồi, biết có đi quay được chị siêu không, chứ mà trúng gió trúng thật chị tùm lum hết trơn. Không dám nói chị đâu. Yeah. Chị đến chơi chút rồi nói chị xong anh đuổi chị về, em nói chị về nhà. Không chị để... chị cũng biết là em đang bị tiêu chảy đó, chị cũng muốn đi về rồi để chuẩn bị, tại vì khi mà báo vậy á là chị báo cho nhà, nó bắt đầu đi hái, đi kiếm lá mì, tại vì ở nhà thì không có, mình phải đi hái lá mì, hái mấy cái lá rừng á để chiêu đãi em, thì không có gì, tụi chị là ăn hàng ngày rồi, đó là những cái món ăn mà tụi chị mà ăn. Bụng với em nên bữa đó em ăn trước nên cũng hơi đau bụng, mà quỷ Nhật nó còn trôn chị cái chai nước mắm bị mất á, chai nước mắm lấy về ăn bình thường. Mà phải nói á, em nói chị nghe là thôi. Dạ đúng rồi, nói chung là hành trình đi và về nó cũng bị chang, nó cũng bị su cà na chút xíu. Giúp vé mới luôn á chị siêu, em bỏ luôn vé, tại vì nếu mà em phải đi lên Buôn Ma Thuột để em về nó thì nó rất là cực. Đúng rồi. Phải chạy 4 tiếng nữa, mệt lắm. Đúng rồi. Để em mua vé mới từ khu chị luôn đó, về cho lẹ. Đúng rồi, về Pleiku thêm nha.
nhưng mà hành trình gian nan nhưng mà kết quả như ý. Ok, đúng good. Là em làm được cái gì đó cho chị, nó tuy là nó không lớn nhưng mà làm cũng là chị làm được YouTube nè, rồi này kia đó, hiểu được đó. Nói chung á là cái cuộc hành trình của chị đi giúp mọi người xung quanh, mà đặc biệt là những người nghệ sĩ á, mà cuộc đời của chị nó bị chắc chở mà người ta được thành công. Không, nhưng mà em lên chị siêu mà sao em chắc chở thì có chị siêu. Chuyện hết trơn mày cũng vui gian nan về gian nan thật ha. Nói em báo cho chị một cái tin mừng, em xin lỗi em xin lỗi chị siêu nha. Điện thoại là được thành công hơn nữa trên mặt YouTube. Báo cho chị một cái tin mừng là gần 17.000 người subscribe. Oh my god. Thấy không? Subscribe có nghĩa là gì? Ta đăng ký kênh của chị để mà khi mà chị đăng video lên á là người ta sẽ tự nó hiện lên điện thoại người ta. Ok. Thôi hiểu rồi. Em cái ngày xưa mà cái kênh của Tuấn Yến mà hồi chị giúp cái vụ Kim Ngân nó bị mất cái kênh đó, chị kêu có một đêm hai đêm nó cũng lên 15.000 subscribe luôn. Là mình ngoái mình coi chỗ nào thì đây, mình sẽ thấy 16.000 người đăng ký. Là khi chị làm video chị đăng lên đây là tự động nó hiện qua điện thoại của người ta. Lên mạnh quá trời. Quá chị cũng quá trời. Ok, cảm ơn em. Hành trình gian nan của nghệ sĩ Thúy Nga mà đem lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh là được rồi. Thank you chị, thay mặt cho gia đình chị thank you em. Và luôn chúc em có một sức khỏe phi thường để em giúp người khác. Yeah, cũng giống như em giúp chị vậy đó. Chị biết hồi đó em làm mà mới post một clip là khán giả đã nói là phải mở kênh YouTube cho chị Siêu là đúng ý em luôn rồi đó. Cảm ơn giờ. Kênh YouTube cho chị Siêu rất là y chang luôn. Yeah. Không mà đúng là phán câu y chang nha. Phán y chang luôn. Mà đúng là phán y chang luôn. Lúc đầu á về để đưa tâm sự chị Nga, tâm sự chị xong rồi đưa lên cộng đồng cái người ta tự nhiên cái người ta thương quá trời luôn. Ta thương chị. Yeah. 800 cái bình luận mà chị biết nhức đầu luôn á, trời ơi. Em đọc comment của chị Siêu mà 800 cái bình luận á. Trên Facebook chị Siêu hả? Trên YouTube hả? Dạ đúng rồi, 800 cái bình luận chị thấy ghê chưa? Nhiều mà. Nói chung là nhiều lắm. Trời ơi. Chị cũng không ngờ là mọi người vẫn còn yêu thương chị, thật sự là rất là vui. Chị cũng cần vui nhưng mà cũng cần làm những cái gì đó ý nghĩa nữa chị. Nhất là về cái nhân đạo của nó rất là tốt cho xã hội, cho cộng đồng. Chị biết là sau khi mà tạo kênh YouTube cho chị Siêu rồi, những cái bài hát, những cái kênh mà đăng chị Siêu đó nó hiện hoài lên trên YouTube luôn chị. Nó lên lại hết đúng không? Đúng rồi, nó lên lại hết luôn. Đúng rồi. Giờ bây giờ chị Siêu chạy show là ta biết chuyện giờ hết rồi đó. Nhưng mà hết. Cũng mong là có nhiều show để mình yêu câu chuyện để... mình thấy thật đó, người ta mới quý đó. Đó thì em coi em chia sẻ sự thật đó, nhiều cứ nghệ sĩ cũng hay bị cái cảm xúc đó chị. Cứ lúc nào cũng phải muốn show off ra cái hình ảnh đẹp này trên sân khấu mà họ quên, họ cứ ngại cái chuyện là chia sẻ những cái đời thường á. Thật ra mình chia sẻ đời thường của mình mới gần gũi được với khán giả. Đó như hôm bữa đó nấu rượu để 2 tuần nữa nè, là đám cưới con trai bên đàn gái á, là người ta còn nợ mình cái đám cưới làng. Thì chị cũng lên đó chị quay rồi cũng chị cũng phụ phải 20 ghè rượu, phải nấu được 20 ghè rượu để đãi cho làng. Đó, nói chung là cũng rất tốn kém. Thật sự là mà bên Suy Gia thì toàn là gạo ngon để mà nấu rượu á, để cho nó ra một cái sản phẩm một cái rượu ghè ngon để mà đãi cho người ta. Tại vì hình như là bên đồng bào chị á là làm cái gì cũng nó cũng thu cũng bị lỗ á, bị vậy nè, bị là người ta đi ví dụ người ta bỏ phong bì chỉ có 50.000, đó là quy định nha, quy định là người ta chỉ bỏ 50.000 thôi, không có bỏ nhiều, chỉ bao nhiêu đó thôi. Khi mà ngân hàng là sao, khi mà nhà hàng á thì là người ta mới bỏ 300-400 đó, 200 đó, có khi vậy. Chứ còn mà ví dụ đồng bào thì ở đâu đi người ta cũng 50.000. Ồ cái này vui nha, cái này vui nha. Là đám cưới lỗ rồi đó. Nói chung là mình chạy. Bữa hôm em nói tổ chức đám cưới chị trên buôn làng là lời mà giờ nghe nó 50.000 cái phong bì là thấy lỗ xa. Thì được, chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu mà mời nghệ sĩ về dự thì là không lỗ rồi. Người ta thương mình thì đó, đúng rồi. Vậy thôi bây giờ nè, giống như cái hành trình bữa hổm chị kể đó, thì đợi khi nào qua Tết về Việt Nam đi rồi tổ chức đám cưới cho mình chị Siêu. Yeah. Chị đang tính á,
đang tính. Trời. Vậy thôi, giờ chị đi mua điện thoại nha. Em okay. phải làm nhiều việc lắm. Ok, em ok em. Rồi, dạ. cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều. Em đi ra Minh Tuấn đi. Yeah. Ok, bye thằng yêu. Ok chị. Chị thành công trên tất cả mọi lĩnh vực. Ok. Nghệ thuật nè, đi show nè. Dạ. Trời chị, em nói chị nghe vừa rồi đó. Em cứ tưởng là lâu em gặp chị. Vừa rồi đó tự nhiên em quay chị cái clip nó nhảy lên mà ký ức vui vẻ đó. À. Đây 3 năm. Chị hát, em ram giật mi, chị em hát giật mi chị yeah. đó. Đó, đúng rồi đó. Thì đó, nhớ mà. Mà trời đất ơi. Mà em lại tưởng là lâu lắm gặp em. Bà đi quay, bà đi quay nhưng mà bà không nhớ luôn. Trời ơi, bữa đó chị em, bữa đó chị có 51kg. Bữa nay chị lên ký rồi nè, 54 rồi nè. Không, cái đợt đó chị gòn lắm. Đợt đó chị ốm, nhưng mà đợt này em thích chị hơn nè. Chị mập mập, chị lên nó vui hơn, chị nó dễ thương hơn. Nó cứ lên vậy xong rồi nó xuống vậy đó. Chị, hồi nãy giờ là em cứ quay YouTube đó nha. Ủa vậy hả? Đây, nãy giờ có quay rồi nha quý vị khán giả ơi. Trời ơi, quay rồi có quay mặt tôi, em cũng có make up gì ở nhà. À, chết sao à? Đâu, mọc đẹp. Chị cũng đâu có make up đâu. Đó. Hồi nãy mình, nãy giờ em đặt máy em quay mà chị đâu có biết đâu. Con có thấy mặt tôi luôn hả? Có nha. Có. Chết cha Sukala, mặt không có dán lông mi, không có gì hết trơn. Trời ơi, có sao đâu, vẫn đẹp bình thường. Thúy Nga vẫn đẹp bình thường. Đây, đây, nãy giờ đang quay đây nha, đặt máy. Trời ơi, để gì luôn không thầy. Yeah. Chết tôi, cứu tôi. Bye em. Bye chị nha. Yeah. Vậy thôi bây giờ, dạ, nãy giờ mình cho anh bả mà bây giờ thôi, bây giờ ok chị, mình đi ra ngoài đó mình mua điện thoại đi. Okay. Dạ. Có cần chào kết đó. Bây giờ là kính chào tất cả mọi người nha. Bây giờ hẹn mọi người ở video tiếp theo là Nhật với lại chị Siêu sẽ đi ra cửa hàng Minh Tuấn Hàng Xanh để mua điện thoại nha cả nhà. Dạ. Yeah. Mong là điện thoại này nó sẽ tốt hơn về âm thanh. Dạ. Yeah. Bye.